Các bạn đã bao giờ nghĩ tới việc dùng rắn làm mồi câu thủy quái chưa? Còn anh ba Trà Cú thì rồi, ngày hôm nay anh sẽ trực tiếp thực hiện ý tưởng điên rồ ấy cho mọi người xem. Muốn biết cái kết cuối cùng sẽ nở hoa hay bế tắc, hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Nguyễn Phương Liên bình luận, chị làm video về động vật đi em gọi cả trường đăng ký cho chị luôn. U là trời, thế thì em lại gãi đúng chỗ ngứa của chị rồi. Kênh của chị chuyên làm về động vật chứ còn gì nữa. Đã vậy, chúng nó toàn là những loài độc lạ Bình Dương mới hay chứ. Em nhớ kêu gọi cả trường đăng ký cho chị như đã hứa đi nha. Tiếp theo bạn Hùng Trịnh bình luận, em thi được 10 điểm toán, mong chị Mèo rep. Đầu tiên cho phép chị được chúc mừng em cái đã. Tiếp đến thì chị cực kỳ tự hào khi kênh luôn có những bạn khán giả vừa học giỏi, thông minh lại dễ thương. Các em cứ như thế này chị thích lắm. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, lúc này anh ba Trà Cú đang lênh đênh giữa dòng sông rộng lớn. Trên tay anh hiện tại là chiếc cần câu hàng Quảng Châu cao cấp. Anh đặc biệt tậu em nó về là để chuẩn bị cho dịp này. Quan sát xung quanh có thể thấy chỗ anh ba đang ngồi khá vắng vẻ. Vả lại anh cũng chỉ đi tác nghiệp có một mình, thế nên Mèo đang lo cho anh, không biết khi con thủy quái xuất hiện, anh có thể chiến đấu với nó không đây. Thế nhưng anh ba lại bảo đó chỉ là lo bỏ trắng răng. Đối với một cần thủ chuyên nghiệp như anh, công việc này đã quá đỗi quen thuộc. Chẳng qua lần này, thay vì dùng những loại mồi thông thường, anh sẽ thử chuyển sang sử dụng thịt rắn xem sao. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, từ đằng xa anh phát hiện bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Nếu Mèo đoán không nhầm thì đó chính là con thủy quái anh đang tìm kiếm. Để thu phục được em nó thì cần có thêm một chiếc vợt. U là trời, không ngờ kế hoạch hôm nay lại thuận lợi tới vậy. Có được con cá trong tay mà anh cười không khép được miệng. Chưa cần biết kế hoạch tiếp theo là gì, Mèo xin khẳng định phương pháp dùng thịt bé Na làm mồi câu thực sự có hiệu quả. Ai không tin thì cứ bắt trước anh ba một lần là biết. Còn về phần mình, anh vừa quyết định thả con cá đi. Bởi từ đầu anh ba đã không có ý định đem bất kỳ con cá nào về nhà. Chúng sẽ chỉ đóng vai trò là cameo trong màn trình diễn của anh mà thôi. Dành cho bạn nào chưa biết thì cameo là diễn viên quần chúng ấy. Tiếp tục quay lại với chuyến hành trình đang dang dở. Nhân tố thứ hai vừa xuất hiện khiến anh ba suýt thì ngỡ ngàng bật ngửa. Có vẻ con lần này phản kháng kịch liệt hơn con trước. Thế nhưng xui cho em là gặp phải anh ba cũng không phải dạng vừa đâu. Chưa đầy 1 phút 30 giây con cá đã được đem lên trình làng. Và dĩ nhiên ngay sau đó, em nó sẽ lại được trả tự do về với vòng tay mẹ thiên nhiên. Cứ tưởng ngần ấy chiến lợi phẩm đã đủ khiến anh ba cảm thấy thỏa mãn nhưng không. Anh quyết tâm tiếp tục lao vào công việc như thiêu thân. Ngoài ra không quên cho các bạn xem kỹ hơn về con rắn xấu số đã giúp anh ghi nhận những thành tích vang dội hôm nay. Có khi hôm nào rảnh Mèo cũng phải thử bắt trước anh ba xem sao. Chứ nhìn mấy con thủy quái anh kéo lên nãy giờ mà thấy ham. Trước khi chính thức trở lên bờ, anh ba đã cố một chút nữa với hy vọng có thêm thủy quái tìm tới nộp mạng. Người ta cứ bảo cố quá đôi khi lại thành quá cố. Nhưng trong trường hợp của anh ba, nó lại chẳng lệch đi đâu được. Sự thật là mặc cho anh căng cơ đít thít cơ mông để chèo thuyền, vẫn không có thêm chiến lợi phẩm nào được kéo lên. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta nên tạm chia tay anh ba Trà Cú để tìm tới với một anh mới. Và anh này không ai khác mà chính là anh Thái Dối. Hôm nay anh Thái cũng đang có mặt tại một dòng sông rộng lớn. Sở dĩ anh từ bỏ chăn ấm đệm êm để ra đây là vì một lời đồn của Giang Cư Mận. Người ta truyền tai nhau về sự xuất hiện của loài cá ăn thịt đáng sợ. Vậy rốt cuộc danh tính của sinh vật đó là gì và anh Thái có thể lành lặn trở về hay không? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé! U là trời, còn chưa gì mà anh đã kéo lên được con cá đầu tiên. Đến chính bản thân anh cũng không tin được rằng mình đã bắt nó bằng tay không. Sau thành tích vừa ghi nhận được, Mèo có thể cảm nhận được anh đang tự tin hơn hẳn. Lúc này anh đã xác định cho mình mục tiêu thứ hai. Cộng thêm với sự giúp đỡ của anh chuyên gia, mọi việc nhanh chóng hoàn thành. Có vẻ như con cá lần này sở hữu kích thước không kém con trước đó là mấy. Nói thật với các bạn, đây là lần đầu Mèo được thấy con cá hàng khủng thế này. Vậy nên đã nhanh chóng hỏi anh Thái Dối xem danh tính thực sự của em nó là gì. Và câu trả lời nhận được thực sự khiến Mèo ngỡ ngàng bật ngửa. Bởi chúng chính là loài cá trê quen thuộc, thế nhưng tại nơi này, chúng được gọi đầy đủ là cá trê đầu bẹt. Loài cá này đang trên đà trở thành động vật ăn thịt đầu bảng trong quá trình lan rộng khắp sông ngòi ở Mỹ do tính phàm ăn và mắn đẻ. Theo lý thuyết, cá trê đầu bẹt là một loài quái vật sông với cá thể nặng nhất là 55kg và dài hơn 1,5m. Lối sống đơn độc khiến chúng khó bắt hơn những loài cá trê khác. Cá trê đầu bẹt thường săn mồi theo kiểu phục kích vào ban đêm. Chúng ẩn nấp và chờ con mồi đi qua để tấn công.
Khi cá trê đầu bẹt bơi xa khỏi những vùng nước bản xứ, chúng sẵn sàng ăn mọi loài động vật mà các chuyên gia đang tìm cách bảo tồn. Ngoài đặc tính ham ăn thì một trong những yếu tố chính giúp cá trê đầu bẹt lan rộng là tính mắn đẻ của chúng. Tùy theo kích thước, một số con cái có thể đẻ trung bình 100.000 quả trứng mỗi lứa. Những quả trứng đó được bảo vệ bởi con đực cho tới khi nở sau hơn một tuần. Con non sẽ bắt đầu ăn cá sống sau khi đạt chiều dài 10 cm. Nếu cá trê tự do phát triển, chúng có thể tàn sát động vật bản xứ trong khoảng 30 năm. Do tiềm năng gây hại cho hệ sinh thái, các nhà chức trách khuyến khích ngư dân báo cáo bất kỳ con cá trê đầu bẹt nào mà họ bắt được thay vì thả chúng xuống nước. Tuy nhiên, tạm thời để vấn đề có vẻ vĩ mô đó qua một bên, hôm nay anh Thái Dối sẽ chỉ tập trung giới thiệu cho các bạn về loài sinh vật đáng sợ này. Nói kỹ hơn về đặc điểm của bọn này, anh Thái liên tục khẳng định chúng phàm ăn và mắn đẻ. Điều này đã được anh nhắc tới ở trên, tuy nhiên, cái gì quan trọng phải nói lại nhiều lần. Đối với đặc tính phàm ăn, khi loài cá này được nuôi ở hệ thống sông ngòi dọc theo vùng ven biển Đại Tây Dương, chúng sẵn sàng ăn mọi loài động vật mà các nhà khoa học đang tìm cách để bảo tồn. Các chuyên gia cho biết, cá trê đầu bẹt sẽ là một trong những động vật săn mồi đầu bảng ở mọi hệ thống mà chúng phát triển thành quần thể. Bởi chúng ăn bất cứ thứ gì vừa miệng. Đã từng có người chia sẻ câu chuyện bắt gặp cảnh con cá trê đầu bẹt cố gắng nuốt chửng bạn tình trong khi con vật ra sức chống trả để thoát thân. Theo các nhà khoa học, cá trê đầu bẹt có thị lực kém và chúng thường tìm cách ăn mọi thứ chuyển động. Do đó, cá trê đầu bẹt thậm chí còn sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại của chúng. Khi câu loài cá này, ngư dân cũng phải sử dụng mồi nhử lớn như cá chép nặng từ 2 kg trở lên. Vừa rồi là toàn bộ nội dung liên quan đến loài cá trê đầu bẹt mà anh Thái Dối nhắm tới hôm nay. Hy vọng sau khi xem video, các bạn đã có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại thực tại với anh Thái. Anh cùng đồng đội đang đi kiểm tra tất cả những chiếc bình câu cá đã được ném ra. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một con thủy quái to chả bá lửa đã may mắn được anh cho lên hình. Sau khi đặt lên bàn cân thì con số hiện ra khiến ai cũng ngỡ ngàng. Một con cá thôi mà đã nặng 30 kg, chờ thêm một thời gian nữa, nó sẽ phát triển to bằng con người cũng nên. Vừa thả con cá đi là anh tiếp tục quay lại với công việc. Có bạn nào nhanh tay nhanh mắt đếm giúp mèo xem đây đã là con cá thứ bao nhiêu mà anh Thái bắt được rồi. Chứ mèo đang bị kích thước của chúng nó làm cho choáng ngợp nên không có tâm trí làm gì cả. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã được theo chân anh Thái tham gia vào một trải nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh cùng đồng đội đã trở về ngôi nhà thân yêu. Nói không phải khoe chứ hiện tại trong nhà anh có khoảng 100 chiếc bể cá lớn nhỏ. Nghe là biết anh đam mê công việc này tới mức nào rồi nhỉ? Chủ yếu những loài cá anh nuôi là cá koi và cá trê quý hiếm. Kế hoạch hôm nay là sẽ thử đem một con cá trê đầu bẹt về nuôi xem sao. Tuy nhiên đáng tiếc là chẳng có con nào thực sự khiến anh siêu lòng. Thế nên cái kết là anh trở về với đôi bàn tay trắng cùng rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Thiết nghĩ chỉ trải nghiệm thôi là chưa đủ. Vậy nên anh đã kịp ghé vào cửa hàng cá cảnh gần đó mua về một con cá trê đầu bẹt thuần chủng nhất. Em nó sẽ là nhân vật may mắn được anh lựa chọn nuôi dưỡng. Hy vọng với sự chăm sóc tận tình của báo thủ Thái Dối, khi chúng ta gặp lại, con cá đã phát triển khỏe mạnh và to lớn hơn. Nói thế thôi chứ mèo luôn tin tưởng vào tay nghề chăm cá của anh Thái Dối các bạn ạ. Chưa thấy anh làm con cá nào phải ra đi chân lạnh toát là yên tâm rồi. Sau khi xem hết video, các bạn thấy ấn tượng với thông tin nào nhất và có ai cũng đang ấp ủ ý định nhận nuôi một con cá trê đầu bẹt giống anh Thái không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Cuối cùng, nhân vật sẽ đem tới cho chúng ta nhiều trải nghiệm không kém là anh Bách Ruồi. Sau cả ngày dài mệt mỏi vì nằm trên giường, anh quyết định bản thân phải làm gì đó cho bằng bạn bằng bè. Và rồi chờ đến tối hôm đó anh mới chính thức lên đường. Người ta có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vậy liệu điều đó có thực sự xảy ra với anh Bách hay không và thứ mà anh sắp sửa gặp gỡ chính xác là gì? Hãy tiếp tục theo dõi hết video để có câu trả lời nha. Nói về phương tiện di chuyển, lần này anh Bách lựa chọn chiếc thuyền không quá cầu kỳ. Chủ yếu nó phải giúp anh đi lại dễ dàng và không bị lật trong khi tác nghiệp là được. Sau khi đánh mắt quan sát xung quanh, mèo chỉ thấy duy nhất một màu xi đèn đèn của màn đêm u tối. May nhờ có sự trợ giúp của chiếc đèn pin đội đầu cùng với đèn cầm tay nên anh Bách mới biết mình đang đi đâu. Một lúc sau, anh cho thuyền cập bến vào bãi đất trống gần đó. Nói gì thì nói vẫn phải công nhận anh này quá là gan dạ đi. Không những đi tác nghiệp khi trời tối mịt mà anh còn dám đi một mình. Nếu là mèo chắc còn đúng cái nịt chữ ở đó mà săn với bát. Cuối cùng thì những nỗ lực anh Bách bỏ ra cũng đã được đền đáp xứng đáng. Bởi anh vừa phát hiện ra bóng dáng một vài con ếch siêu to khổng lồ. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, mục tiêu mà anh Bách hướng tới chính là những con ếch rừng. Muốn bắt được bọn này thì tính kiên trì là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên anh lấy ra chiếc cần câu hàng Quảng Châu cao cấp mà bản thân vô cùng tâm đắc. Sau đó cẩn thận quăng mồi câu xuống khu vực đầm lầy trước mặt.
chắc hẳn phải sở hữu đôi mắt cú vọ thì bóng dáng những con ếch trước mặt anh mới hiện ra rõ ràng tới vật. Rất nhanh chóng, chiến lợi phẩm đầu tiên đã được anh mời về đội. Không biết ở đây đã bạn nào từng ăn qua thịt ếch chưa nhỉ? Còn mèo thì ăn rồi mọi người ạ. Nếu mà để miêu tả chi tiết thì hơi khó, vì mèo không phải food reviewer chuyên nghiệp. Nhưng về cơ bản hương vị thịt ếch khá giống thịt gà. Tuy nhiên nó có phần chắc và ngọt hơn. Nói chung mèo thấy đây là một món đáng để thử. Những ai chưa từng thưởng thức thì nên tranh thủ tìm mua về ăn xem sao nha. Đảm bảo món ăn sẽ không khiến các bạn phải thất vọng đâu. Còn bây giờ quay lại với nội dung chính, anh Bách Ruồi vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Theo quan điểm của anh, đã mất công đến tận chỗ khỉ ho cỏ gáy thế này thì nên bắt được càng nhiều ếch càng ít. Nếu ăn không hết anh hoàn toàn có thể đem ra chợ bán lại. Cái này người ta hay gọi là được ăn được nói, được gói mang về các bạn ạ. Vừa được sống hết mình với đam mê mà lại còn kiếm ra tiền thì tội gì mà không chiền. Vậy là sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh Bách đã thu về 2 hay 3 con ếch gì đó. Tuy nhiên mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn bởi anh đã di chuyển gần hết khu vực đầm lầy mà vẫn chưa có thêm con nào. À đây rồi, may sao cũng vớt vát được một bé rùa. Trông em nó có vẻ khá rụt rè nên anh Bách không muốn làm nó sợ hãi thêm nữa. Anh quyết định rời đi và trả lại sự bình yên cho con rùa. Và lại từ đầu anh đã xác định mục tiêu chỉ là những con ếch. Vậy nên anh sẽ cố gắng chứng minh mình là một người kiên định trước sau như một. Ấy thế mà định mệnh trêu đùa, anh bắt gặp thêm một bé rùa nữa. Với những họa tiết trên thân em nó, anh không muốn dừng lại cũng không được. Tuy nhiên thời gian giao lưu chào hỏi diễn ra không quá lâu. Bởi anh Bách biết mình có việc quan trọng hơn cần làm. Đó là tập trung cao độ đảo mắt tìm kiếm những con ếch xung quanh. Nếu mèo đoán không nhầm thì chiếc cần câu vừa được anh đem ra tác nghiệp. Đồng nghĩa với việc sắp có thêm thành viên được kết nạp vào đại gia đình Bình Dương. U là trời, không có ý gì đâu nhưng sao anh Bách lại dùng phóng lợn xiên thẳng vào cơ thể ếch thế kia. Mặc dù biết rằng đằng nào chúng cũng sẽ phải ra đi chân lạnh toát. Nhưng theo cách này thì có hơi đáng sợ. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã được đồng hành với anh Bách Ruồi trong chuyến đi nghịch ngu quen thuộc. Trước đó mèo không nghĩ công việc săn bắt ếch lại khó khăn tới vậy. Nhưng được cầm những con ếch trên tay, anh Bách cảm thấy những công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Đúng ra tới đây là anh Bách có thể yên tâm thu dọn đồ nghề để ra về. Nhưng anh vẫn muốn cố thêm vài phút nữa xem có gặt hái được chút nào không. Tranh thủ trong thời gian đó, anh sẽ chia sẻ cho các bạn biết thêm một số lợi ích của thịt ếch đối với sức khỏe con người. Hy vọng sau khi nghe, mọi người sẽ có cái nhìn tích cực hơn với công việc mà anh đang làm. Có thể nói, thịt ếch là một món ăn được các chuyên gia đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Loại thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cần thiết cho cơ thể. Đồng thời cũng giúp cải thiện hệ miễn dịch. Thịt ếch được chế biến đa dạng trong nhiều món ăn như ếch xào sả ớt, ếch xào lăn, cháo ếch và ếch nướng sa tế. Không chỉ tăng thêm hương vị ngon miệng, mà các món ăn từ thịt ếch còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa trị một số bệnh tật. Theo đông y, thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không chứa độc và có nhiều tác dụng bồi bổ sức khỏe, lợi tiểu, thanh nhiệt, giúp giảm tình trạng xưng độc và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Chưa hết, thịt ếch chứa nhiều dưỡng chất như protein, canxi, sắt, kali, natri, đồng và các loại vitamin như A, B, D, E. Đây là những dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ em suy dinh dưỡng và thiếu cân. Cuối cùng, một vài lợi ích của thịt ếch có thể kể đến là cải thiện sức khỏe tim mạch, kháng khuẩn, chữa lành vết thương và hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Tự nhiên nghe những thông tin trên mèo lại muốn đi mua thịt ếch về ăn ngay và luôn các bạn ạ, và có lẽ chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt tại đây thôi. Anh Bách Ruồi đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa để quay về nhà oánh chén những chiến lợi phẩm của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.